Rồi, con đã vắt thánh giá theo Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ vâng, tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Con cũng không hiểu tại sao mà hôm nay con có mặt đứng tại đây. Vì thứ năm hàng tuần thì chúng con vẫn đi lên đây mà xe không có làm sao. Còn hôm nay đi thì mẹ Chúa tôi chết máy này rồi cứ khẳng khẳng không đi được. Cái gì mà nó chỉnh tục cái gì đấy? Cái xe máy nó cứ khẳng khẳng ấy ạ, không có đi được, không có bò đi được. Chúng con thì cứ đọc kinh khấn, nằm thương xót Chúa, bảo mẹ Chúa đưa chúng con đi cho nó kịp lễ, rồi mọi người cố gắng cầu nguyện. Vậy thì con chẳng hiểu làm sao mà Chúa luôn đẩn con đứng ở đây ạ. Vâng. Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Xuân, năm nay con 43 tuổi. Con ở giáo xứ Quần Liêu, giáo phận Bùi Chu ở ngoài Bắc ạ. Vâng. Rồi, con chia sẻ cái con được ơn gì của Chúa. Dạ thưa cha, 18 tuổi thì con được lãnh nhận lý tất hôn phối. Và cho tới bây giờ thì con đã mổ đẻ 3 lần, rồi mổ ruột thừa 1 lần, rồi gãy chân, gãy tay, rồi bao nhiêu sự cố xảy đến với con cảm tưởng như không qua được. Nhưng mỗi một lần như thế thì con đều quỳ xuống, con đọc kinh lạy cha, ba kinh kính mừng, con khấn Đức Mẹ hằng cứu giúp. Rồi con cứ xin mẹ là mẹ ơi, mẹ cùng đồng hành với con. Thánh giá này con thấy nặng quá, con vác không nổi, thì xin mẹ hãy đi cùng con. Vậy cuối cùng rồi bao nhiêu sự cố đều qua đi nhẹ nhàng. Và còn được biết đến lòng thương xót của Chúa, thì lạy Chúa tôi đúng thật là con đúng như người mù đi giữa đường hoa vậy. Con không biết một cái sự gì. Rồi đến cái mùng 7 tháng 5 của 2016, con được ghi tên vào Hiệp hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, dòng Đa Minh thực hiện trên toàn thế giới. Và khi con đọc kinh cầu nguyện sốt sắng cùng với mẹ, thì chừng mười mấy ngày là mẹ dẫn con đến gặp lòng thương xót Chúa. Thì cũng tình cờ thôi, sáng ra con mở cửa bán hàng thì có một cái chị đến chị mua cái cạt. Con bảo ủa chị mua cạt làm gì sớm quá. Chị bảo chứ là ủa tao điện lên Gia Long để khấn cho chị tao, chẳng biết bà làm sao mà bà ấy như là ma nhập vậy. Toàn có kêu na rồi sợ ma sợ quỷ, không ăn không ngủ gì hết. Vậy rồi con với hỏi thăm thì chị cũng chẳng biết là cha ở đâu. Chị bảo ui cái bà kia cho tao cái số điện thoại mà tao cũng không biết cha ở đâu đâu. Con bảo chứ mẹ chúa chị tin nạ nùng như vậy mà chị không hỏi kỹ ra làm sao. Rồi ngày hôm đấy con chẳng có để ý bán hàng gì, ai vào thì con cũng hỏi thăm về cha. Mẹ chúa một điều nạ nùng như vậy mà làm sao mà lại bỏ qua được. Thì con hỏi ai cũng lắc đầu không biết. Rồi mãi đến tối ngày hôm sau, có một cái chị bên Phật, chị bán hàng ở dưới chợ. Thì con mới hỏi bảo chị ơi, chị ở dưới chợ chắc chị biết nhiều chuyện lắm. Chị có biết là cha Long mà người ta nói là ở huyện Nhà Bè gì đấy mà đặt tay cầu nguyện mọi người được nhiều ơn lắm. Xong là chị bảo chứ là ừ, tớ cũng nghe thấy vậy đấy, họ đang rủ nhau đi. Bảo người có đi không? Bảo có, cho em hai người đi, em với lại một con em nữa đi. Vậy là con đăng ký hai người. Thì gọi nhau phải 4-5 hôm ý, mới được 16 người. Thì 8 người bên Phật, rồi 8 người bên Đạo. Thì chúng con đi. Thưa cha là đợt đấy con lên thì còn hoang sơ lắm. Con đi vào đến chỗ bãi xe ấy, thì xe Nam Định Hoàng Long này, rồi Phát Diệm Ninh Bình này, đông quá. Con bảo định chú ơi, người ở cùng quê họ biết họ vào tới đây. Mà mình con đang ở trong tín nghĩa giáo phận Xuân Lộc ạ, con buôn bán ở đấy. Con bảo định chú người ta thì biết vậy mà mình cứ ngơ ngơ ngang ngác chẳng biết cái gì cả. Rồi lúc con lên thì con thấy Chúa tôi ở nơi đây đúng như là ở cái giáo họ ngoài ba của chúng con ấy, ở giữa cánh đồng hoang sơ mà chẳng có người gì cả, không có nhà, nhưng mà người đến thì đông. Vậy rồi con bước vào thì lòng con cứ bâng khuâng nhìn ngắm xem nào cha ở góc nào. Một tí thì thấy cha ra vải nước thánh, rồi cha bưng mặt nhật cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Rồi con thấy hình ảnh cha đến đưa tận mình thành Chúa cho mấy người, người ta bị ốm, người ta không nên được lạy Chúa tôi. Rồi con nhìn thấy hình ảnh của cha, rồi lòng dạ con nó cứ nôn nao lên. Rồi đến lúc mà con nghe thấy bài giảng của cha, con cảm tưởng như một trận mưa rào đổ xuống âm ầm vậy này. Rồi lòng con, lòng chai đá của con, rồi những cánh đồng cằn cỗi cũng được mềm mại ra.
rồi những hình ảnh, những lời cha giảng cứ thôi thúc trong con. Vậy rồi con nghĩ rằng đấy là hồng ân Chúa ban cho con, nên con sẽ không giữ cho riêng con, mà con đi mời tất cả mọi người cùng con cầu nguyện. Và thưa cha, con đã điện ra ngoài Bắc cho bố mẹ, anh em, rồi bà con, xóm láng giềng của con để mời vào hội Mân Côi cầu nguyện cùng mẹ hàng ngày. Vậy rồi cũng có đông người vào, rồi cuối cùng mẹ con cũng đi vào cha được mấy lần. Thì đến cái tháng 12 ấy, thì khi lên cha là thứ 6, đến thứ 7 thì anh em con lại đưa mẹ con đi ra Đức Mẹ Bãi Dâu để thăm viếng. Thì khi đi ra đấy thì trời cũng sập tối rồi. Đi lên mẹ khấn xong rồi bắt đầu đi xuống biển. Đi xuống biển thì 5 giờ rồi, người ta không cho tắm nữa. Thế là anh con bảo chứ thôi các em bỏ đồ ăn ra cho các cháu nó ăn. Thế là con cũng loay hoay con nấu đồ ăn. Đến lúc mà con bê lên thì thấy 2-3 người đang xuống vào anh con ấy. Máu nó cứ tuôn ra ầm ầm vậy này, mà nhét 2 bao thuốc lá 40 điếu nó cứ trôi đi. Con mới bảo lạy Chúa Giêsu, mẹ ơi mẹ cứu anh con. Thế là con quay ra cái xe chở con ấy, thì trong xe có ảnh Đức Mẹ. Con với làm dấu con đọc kinh Lạy Cha, ba kinh kính mừng, thì con mới đọc được có 2 kinh thôi. Kinh thứ 3 là tự dưng mắt mũi con nó hoa đi, chân tay con nó rủn rủi, con không biết một cái sự gì nữa. Thì có nghĩa là thân xác con là nhũn ra rồi đấy. Nhưng mà trong đầu con thì con vẫn nghĩ là con chết. Thì con nghĩ là mẹ ơi, mẹ cứu con đi, mẹ đừng bỏ con mẹ nhá. Thệ Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Rồi cứ vậy con cầu rồi con thiếp đi. Con thiếp đi một hồi nào. Rồi bắt đầu là con thấy ao ao chung quanh con, mọi người cứ gọi rồi đấm bóp cho con. Thì con mở mắt ra thì con nhìn thấy một đàn chim bồ câu bay từ chân núi ra biển. Vậy là con thấy người con nhẹ nhàng đi. Con vẫn nghĩ là Chúa ban cho con được bay nhảy như chim ấy, mà con không biết suốt ngày con đòi hỏi, con kêu cầu Chúa. Cho nên là bao nhiêu hồng ân Chúa ban cho con mà con chưa nhận ra. Bây giờ con đã bừng tỉnh và con nghĩ rằng chỉ có cầu nguyện, chỉ có kêu xin đến mẹ, mẹ sẽ dẫn chúng ta đến cùng Chúa. Anh em cầm cái quạt lên, nói hallelujah, mình nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Cầm lên, hallelujah. Hallelujah. Đây, cho tặng cho con là một cái máy 365 bài giảng nha. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót, tập 1 và tập 2. Con đem về đọc và đi loan truyền cho mọi người lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con bây giờ mời người khác lên đi con, để xin Chúa chúc lành cho con. Rồi,